Đến giờ đánh trống vào lớp mà bé gái vẫn còn tám chuyện với cô, lớp trưởng nhanh chóng biến thành Lý Đức. Mới đây, cộng đồng mạng vừa được một fan cười lăn lộn với đoạn video hài hước về một cô bé học sinh tiểu học. Trong khi tiếng trống đã vang lên, báo hiệu giờ vào học, cả lớp đã xếp hàng ngay ngắn, thì cô bé này vẫn còn đứng tám chuyện hồn nhiên với cô giáo mà chẳng quan tâm gì đến xung quanh. Bay. Cảnh tượng dở khóc dở cười xuất hiện khi cậu lớp trưởng, với tinh thần trách nhiệm cao, đã nhanh chóng hóa thân thành Lý Đức, bước tới và không nói lời nào, hai tay kẹp nách nhấc bổng cô bạn lên như một vận động viên cử tạ chuyên nghiệp. Cô bé thì ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, còn cô giáo chỉ biết đứng đó vừa cười vừa bất lực trước tình huống quá đỗi dễ thương này. Cư dân mạng cũng không bỏ lỡ cơ hội để thả vài bình luận hài hước. Không cần tập gym đâu, cứ làm lớp trưởng là sẽ tự động có cơ bắp. Với biểu hiện không kháng cự, thao tác bé thành thục thì chắc chắn không phải lần đầu. Đúng rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Nhắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha.